chào tất cả các bạn, tôi đang có mặt tại khu Vinhome Imperia ở Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. Và hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một tiểu khu nằm trong khu Vinhome Imperia này, đó chính là tiểu khu The Monaco. Vâng, cái tiểu khu The Monaco này thì mang phong cách của hoàng gia, của cái vương quốc Monaco, nằm ở trong đất nước Pháp. Vị trí nó nằm ở ngoài cùng của cái khu Vinhome Imperia này, và sát sông Cấm và ngay chân cầu Bính. Đây, tôi đang đứng ở phía chân cầu Bính. Đây, các bạn quan sát chân cầu Bính. Bây giờ tôi dùng máy quay, tôi sẽ cùng các bạn để cùng xem cái khu The Monaco này đã nó đẹp như thế nào nhé. Các bạn ủng hộ kênh hãy ấn nút đăng ký, like và share. Xin cảm ơn các bạn. Cây cầu Bính huyền thoại nhìn như một dải lụa chạy dọc cạnh khu đô thị Vinhome Imperia Hải Phòng. Nếu đi từ trên cầu, ta có thể quan sát toàn bộ khu đô thị Vinhome Imperia. Nhìn thấy ấn tượng nhất sẽ là những tòa nhà nằm sát ven bờ sông Cấm tuyệt đẹp. Vâng, kính thưa các bạn, quan sát từ flycam ta có thể nhìn thấy phân khu The Monaco tọa lạc ở vị trí cực kỳ đắc địa nhất khu Vinhome Imperia. The Monaco nằm ở phía đông bắc của khu đô thị, sát bờ sông Cấm. Phía tây nam giáp phân khu The Venice và phía tây, tây bắc giáp với cây cầu dây văng đầu tiên cực đẹp ở Hải Phòng, nối liền giữa trung tâm thành phố Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên, đó là cầu Bính. Từ trên cao, ta có thể thấy cảnh quan tổng thể của phân khu The Monaco rất đẹp và hài hòa, cả về kiến trúc lẫn không gian cây xanh. Và bây giờ, Quen TV mời các bạn cùng quan sát, ngắm nhìn phân khu The Monaco từ trên cao. Khu đô thị Vinhome Imperia Hải Phòng được xây dựng với mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu cầu sống sang của giới trí thức và những doanh nhân thành đạt. Chính vì thế, dự án mang đến một chất sống mới, đậm chất đế vương mà chưa có dự án nào tại đây có thể có được. Tọa lạc bên bờ sông Cấm và sông Thượng Lý đầy thơ mộng, Vinhome Hải Phòng là một quần thể 5 sao, quy tụ chuỗi tiện ích, dịch vụ khổng lồ. Với quy hoạch thông minh và đồng bộ, tất cả các hạng mục trong nội khu dự án, cư dân tương lai hoàn toàn có thể yên tâm, an cư và hưởng thụ những giá trị sống đẳng cấp khác biệt ngay tại chính ngôi nhà của mình mà không phải đi bất cứ nơi đâu xa. Monaco Vinhome Imperia là phân khu Villas siêu đẳng cấp hoàng gia với những ngôi dinh thự cao cấp, là nơi hội tụ của những cư dân thịnh vượng nhất đất Hải Phòng. Các dinh thự lộng lẫy và xa hoa, cầu kỳ và tinh xảo được chủ nhân tự do sáng tạo và biến hóa, thể hiện đẳng cấp và vị thế độc tôn từ mỗi cung điện thu nhỏ của mình. Phân khu Monaco được ví như viên ngọc cẩm thạch giữa Vinhome Imperia. Đây chính là phân khu có vị trí đắc địa, biệt lập và yên tĩnh nhất của dự án. Monaco là nơi duy nhất gần bến du thuyền sang trọng. Vị trí ven sông Cấm mang đến cho quý cư dân một cuộc sống đẳng cấp thượng lưu đích thực. Phân khu Monaco tại Vinhome Imperia Hải Phòng là phân khu đặc biệt nhất của dự án với sản phẩm duy nhất là dinh thự. Được lấy từ cảm hứng công quốc xa hoa Monaco, nơi nổi tiếng với 1/3 dân số là triệu phú. Phân khu này sẽ là nơi hội tụ của những cư dân tinh hoa nhất đất cảng. Bến du thuyền Vinhome Imperia Hải Phòng được thiết kế dành riêng cho cư dân đẳng cấp nhất tại dự án phân khu Hoàng gia Monaco. Đây là nơi vui chơi giải trí mà những ngôi dinh thự Monaco đều hướng nhìn về, phục vụ cho cuộc sống thượng lưu của quý cư dân nơi đây. Cư dân của phân khu Monaco Vinhome Imperia Hải Phòng được hưởng trọn vẹn chuỗi tiện ích đẳng cấp nhất từ thương hiệu Vinhome, trung tâm thương mại, trường liên cấp VinSchool, phòng khám, phòng tập thể thao, bến du thuyền, sân khấu nhạc nước, clubhouse. Monaco gồm 82 dinh thự, mỗi căn dinh thự sẽ được thiết kế bởi chính tay chủ nhân và do chủ đầu tư phê duyệt. Mật độ xây dựng chỉ 50%, nên đây là khu biệt lập ven sông, mang lại không gian yên tĩnh mà vẫn tích hợp những tiện ích cao cấp nhất cho cư dân. Theo thông tin tôi được biết, các căn biệt thự có chiều cao trần tầng 1 tối đa là 3,9m và các tầng trên là 3,6m. Khoảng cách hai căn biệt thự tối thiểu là 4m. Với phong cách thiết kế vừa mang nét cổ điển xa hoa, vừa tích hợp sự hiện đại tiện nghi của nội thất nhập khẩu châu Âu, mang một không gian sống mới mẻ với những phút giây đều như trong cung điện
do chính tay gia chủ thiết kế, với mục đích mang lại cuộc sống đẳng cấp đế vương cho những cư dân thượng lưu bậc nhất Hải Phòng. Mỗi dinh thự tại The Monaco đều được thiết kế biệt lập riêng tư, có chốt bảo vệ riêng, đảm bảo an toàn tuyệt đối 24/24. Người ngoài chỉ được ra vào khi được sự đồng ý của chủ nhà. Theo các chuyên gia hàng đầu về bất động sản, dự án khu đô thị Vinhome Imperia Hải Phòng đã và đang trở thành tuyệt tác giữa lòng đất cảng, không chỉ bởi vẻ kiêu kỳ lộng lẫy tô điểm thêm cho thành phố trực thuộc trung ương, mà còn bởi giá trị sống nhân văn và hoàn mỹ của chủ đầu tư đã dành trọn tâm huyết để mang đến cho cộng đồng cư dân đẳng cấp của mình với mô hình tất cả trong một. Nhịp sống hiện đại với những yêu cầu sống khắt khe về tiện ích sống càng thôi thúc tập đoàn Vingroup kiến tạo những miền đất mang lý tưởng của cuộc sống người Việt. Và đây cũng chính là yếu tố tạo nên vị thế đỉnh cao của thương hiệu Vinhome trong lòng công chúng. Vinhome Imperia Hải Phòng là khu phức hợp đẳng cấp khép kín mang thương hiệu Vinhome lần đầu tiên có mặt tại thị trường tiềm năng bất động sản Hải Phòng, với tiêu chí mang đến một dấu ấn vương giả, kiến trúc đẳng cấp xa hoa lộng lẫy cùng chuỗi tiện nghi sống sang bậc nhất. Vingroup đã khoác lên khu đô thị những thiết kế ấn tượng và độc đáo nhất dành tặng những cư dân tương lai của phân khu đặc biệt này. Các bạn có thể ủng hộ kênh của mình bằng cách ấn nút đăng ký và like, share và bấm chiếc chuông nhỏ bên cạnh để luôn nhận được những video mới nhất của kênh Quen TV của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Quen TV. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy ấn nút like, share và đăng ký màu đỏ phía dưới bên phải màn hình để luôn nhận được những video mới nhất từ Quen TV. Chúc các bạn sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.